Rồi, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh đồ Coffee Nguyễn nha. Hôm nay lên cho em kỳ mới nha, kỳ này kỳ 238 anh em. 238 thì có lên cho anh em 15 mã máy với 2 4 6 8 cây cần anh em. Đó. Thì 8 cây cần này thì nó có 120 rồi nè. Thì hôm nay để cho anh em về đồng giá 100.000 hết nha. 8 cây cần với 15 mã máy. Rồi, thì anh em mua hàng vô lòng liên hệ 0779664370 đồ Coffee Nguyễn nha. Đó. Thì hôm nay có lên cho anh em là mấy cái máy sát nè. Đó. 2222 mã số 1 với mã số 2 là máy sát. Này combo 3 máy giá rẻ nè, combo 2 máy giá rẻ và mấy cái máy Nhật anh em. Đó. Thì số điện thoại chốt đơn của anh em là để trên đây nha. Còn kỳ video là kỳ 238, anh em mua hàng anh em nhắn là kỳ 238 cộng mã số anh em chọn. Rồi, một mã phí ship 30.000, anh em mua hai mã bao ship cho anh em. Rồi thì em vô mã đầu tiên. Thì mã đầu tiên là em có cho anh em 5 máy nha. 5 máy. Đó, 5 máy thì là 5 máy sát cho nè. Nói chung là em sẽ báo từng máy cho anh em luôn. Đó. Thì 5 máy thì giá 500.000 nha. 5 máy này giá là 500.000 nha. Mã số 1 nè. Rồi, cái con đầu tiên của mã số 1 là cái con này là cái con Beacon này nè, Beacon nha. Đó, cái con của hãng Diamond nè. Cái con này thì nó sẽ có cái tay cò nè. Đó, cái con này sẽ có tay cò, anh em bật cái tay cò này nó sẽ bật nè. Còn không thì anh em đẩy xuống nè, nó có cái tay cò mà nó bị mất cái tay cò vậy nè. Nó bị mất cái tay cò rồi. Cái tay cò nó tương tự vậy nè. Đó, cái tay cò nó tương tự vậy nè ha. Đó. Đó, anh em thấy không? Nó tương tự vậy nè. Nó bị mất cái tay cò đó rồi. Đó, con máy bị mất cái tay cò nè. Rồi, nói chung thì hoạt động còn mượt nè. Nếu mà anh em không xài tay cò thì anh em lấy về anh em xài luôn, không xài tay cò thôi. Anh em chú ý nè, khi mà con máy nó bật tới tay cò nó sẽ bật lại đây nè, nó ngay cái tay cò nè, anh em thấy không? Đó, khi anh em quay cỡ nào quay không biết, anh em trả lại cái là sẽ ngay cái tay cò cho anh em, ok chưa? Đó, rồi, ok nha nè. Rồi con Diamond này size máy nó tầm khoảng 5.000 cho anh em, con Diamond này khoảng 5.000. Khoảng 4.000 anh em, khoảng 4.000 thôi. Xe này khoảng 4.000 nè, một con ha. Rồi. Máy số 2 đây. Đó, máy số 2 là con Biomaster nè, Biomaster. Con Shimano Biomaster hay máy chạy 3 bậc đạn đó. Đây, để em bật tắt tiếng kêu cho anh em coi rõ hơn ha. Đó, nó sẽ như vậy nha nè. Đó, con máy nó sẽ bị lỗi vậy. Cái này là nó bị xúc cái này ra nè, nó bị xúc cái tem này ra nè. Chứ không nó cũng không kêu đâu, nó không kêu cái tiếng tẹt tẹt vậy đâu, bị cỏ tem nè. Đó, nói chung là máy quay nó hơi gích anh em ơi, con Shimano nó hơi gích nha. Đó, có thể về anh em lấy bạc đạn, lấy này lấy kia đâu ha. Con máy chạy 3 bạc đạn, anh em lấy bạc đạn, anh em lấy tay quay nè. Đó, anh em lấy cối đâu, anh em lấy lăn cước, anh em lấy cái đồ gạt đâu. Đó, hai con nha, con Shimano Biomaster GT2000. Rồi con số 3 đây. Con số 3 là một con này là một con của The Wind Power nè. Shimano The Wind Power nha. Đó, quay nó cũng hơi gích luôn anh em. Nói chung mấy con này về anh em vào mở rồi vô. Đó. Hoạt động thì cái sườn nó còn ok hết anh em ơi. Đó. Cái sườn nó còn ok hết thôi. Tất cả cái sườn nó còn ok hết. Đó, ok chưa anh em? Anh em về mà anh em sửa lại anh em xài vẫn ok thôi. Hoặc anh em lấy tay quay lấy mặt đạn được, mấy con này mấy con ngon mà đồ hệ không mà nè. Đó, Biomaster từ Wind Power được không à. Cái này là con thứ 3 nha nè. Cái này là con thứ 3 nè, cái con này con từ Wind Power nè. Cái con thứ 4. Con thứ 4 là con này Olympic Let's Go nè. Đó. Rồi, báo với anh em con này là cái gì? Thứ nhất là nó chạy quá nha. Đó, con lăn cước rồi em chưa vệ sinh gì hết trơn nè, anh em về anh em lấy anh em vệ sinh lại nha. Đó, nó chạy nát hết trơn này nè, anh em thấy không? Thứ hai là quay nó sẽ có tiếng kêu như vậy, nó có thể là bị vô khô dầu khô mỡ gì đó nè. Đó, nói chung là vậy ha. Đó, quay nó hơi lắc rồi nó hơi, nói chung là nó bị máy lỗi nè, máy sét đi. Mà cái sườn mấy con này là cái sườn còn hoạt động hết nha. Đó, cái sườn nó còn ok hết. Đó, với giá 100.000 máy thì mấy con này anh em về anh em chỉnh lại anh em xài là ok. Đó, nó còn cái sườn toàn bộ hết.
cái con này là một con Shimano đuôi chuột nè, cái con này thì bị xào bạc đạn nè, bị xào bạc đạn nha. Đó, với 2 triệu rồi nó chỉ ăn chưa tới nè. Cái này anh em mở nghe, anh em đá con chó nó qua một tí, anh em nhả ngốc, anh em cho đá chó qua một tí là được. Đó. Ok chưa? Kiểu như con ốc, con chó nè, con chó nó bật qua mà bị khô và nó bật chưa tới. Ví dụ con chó nó bật qua tới đây đi, nhưng mà nó khô và nó bật tới đây à. Nè, ví dụ chó nó bật qua tới đây là nó sẽ cản lại 2 triệu lại, mà con chó nó bật tới đây nè. Anh em về anh em nhả ngốc này ra, anh em vô dầu mở con chó ha. Đó, cho nó bật ok lại là xong. Rồi, thì năm máy nè, một con Shimano đuôi chuột nha, một con Orbit Let's Go kim loại nè. Nó con này size tầm 6.000 nè. Con này một con của Biomaster nè. Ba con. Con này con của Twin Power nè. Twin Power nè anh em. Bốn con. Và con này con Diamond. Năm con. Rồi, mã số 1 giá 500.000. Mã số 1 giá 500.000. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 đây nè. Con này là cặp nha, em cũng lên cặp luôn. Mã số 2 cũng cặp luôn, cặp cối nông. Đó. Con này là con Shimano Super Aero nè anh em, Shimano Super Aero. Da băng. Con này là một con Daiwa Long Carbon da băng luôn. Rồi, em lên con Daiwa Long Carbon này trước nha. Đó. Rồi, lâu lâu nó bị dựng cái đây nè. Có thể nó bị chỉnh cái này chỉnh cái kia vậy đó. Ok chưa? Đó. Nói chung là cái sườn nó còn ok, nhưng mà lâu lâu nó bị dính cái lại vậy đó nè. Với cái này á, báo với anh em là nó bị mất cái nắp đai qua trên đây, mất cái nắp chụp nó trên nắp khói nè. Cái nắp này là cái nắp chế của nó, nhưng mà nó không ăn như nè, nó không ăn. Dưới phần cái con này á, ở bển người ta có chế lại mô bin sống luôn rồi nè. Nó người ta có đục lại mô bin sống luôn rồi nè. Tất nhiên là con này nó có mô bin sống nè. Đó, anh em xảo pin được, anh em về làm sao mà cho cái nắp cối này nó dính lại được. Anh em có nắp cối hoặc anh em làm gì đó anh em thay vô. Rồi, ok nha. Đó. Khi mà anh em siết vô hết nè, nó sẽ không có ăn nha, nó không có ăn nha. Nó còn lỏng le à. Báo anh em trước là vậy nha. Hoặc là anh em về anh em lấy mặt đạn, anh em lấy tay quay rồi đó, anh em lấy gạt trước đó. Cái này con lăn nó mất luôn nè, mất con lăn luôn ha. Đó. Có thể cái này là về em kiếm được con lăn em sẽ gắn vô. Em kiếm được con lăn này em sẽ gắn vô nha. Em chưa biết kiếm được hay không. Tại vì mấy cái con cối nông này nó về rất là hiếm. Rồi, cái con này. Con này là con Shimano Super Ego nè. Nói chung con này gít thôi nè mày. Nói chung con này gít thôi. Con này mô hình mới xấu, với gít thôi nè. Đó, còn lại ok hết nha. Con này có cái nông mô bình chết nè. Đó. Nó bị gít thôi. Em về dầu mở vô lại. Con này mô hình xấu nè. Dính keo dính bụi luôn ra chứ nè. Em về lấy xăng luôn, chà mấy cái nhớt này ra nha. Kiểu dính nhớt đó nè, rồi anh em để ngoài nắng nha. Dính nó khô luôn. Nè cái sườn nó còn hoạt động ok hết. Rồi ok nha nè. Cặp cối nông này mã số là mã số 2 nè. Cặp cối nông này thì em bán cho anh em giá là 300.000. Anh em về vệ sinh con này không muốn đủ giá nè. Rồi, cặp này mã số 2. Em bán cho anh em cặp cối nông này giá 300.000 nha. Cặp cối nông này. Giá 300.000 là mã số 2 nè. Tới mã số 3. Ba con máy size nhỏ nè. Ba con máy này là ba con máy size nhỏ cho anh em nha. Đó, cho anh em câu tôm rồi ha. Anh em câu cá mè rồi. Nói chung hoạt động ok hết anh em. Size máy tầm khoảng 2.000 thôi nha. Ba con này size khoảng 2.000 thôi nè. Ba con này sẽ khoảng 2.000 cho anh em thôi. Đó, ok cho anh em. Nói chung là hoạt động thì rất là mượt, không lỗi lầm gì hết anh em. Đó. Một chiều, hai chiều đầy đủ hết. Tay quay anh em đổi trái, đổi phải được hết nha. Tất cả hết. Một chiều, hai chiều đổi tay trái phải đâu hết được. Máy quay bắt đầu rất là mượt. Đó. Con này xả không có kêu tiếng lưỡi gà này nè. Đó, xả được ha, xả bình thường. Đó, anh em về lấy về câu tôm ok. Ba con này
mã số là mã số 3. Ba con này em sẽ bán cho anh em giá là 250.000 nha. Đó, 250.000, ba con này là mã số 3 nè. Mã số 3. Ba máy này giá là 250.000. 250.000 ba máy. Tiếp theo, mã số là mã số 4. Đó, mã số 4 lên cho em cặp này nha. Cặp này là một cặp máy của Trung Quốc xuất Nhật luôn. Con này made in là China nè, hai con made in China hết nha. Rồi, em lên từng con cho anh em trước nè. Cái con này con MG800, cước số 5 em 150 nè, cước số 6 em vô 120, size con này size 5000. Size con này là size 5000. Đó. Máy của hãng Tiktat Enjoy nè, Tiktat Enjoy ha. Có là có nhựa nè, hai con máy này có nhựa ha. Đó, rất là mượt anh em. Máy chạy ngon nha. Đó, máy chạy ngon lành anh em. Tiktat Enjoy. Hai chiều đầy đủ cho anh em hết nha. Đó, lăn cước đồ đẹp cho anh em nè. Con này size 4000, con sau size 4000, made in China luôn. Cối nó cũng là cối nhựa nè. Rồi, tay quay anh em đổi trái đổi phải được nha. Đó, tay quay anh em đổi trái đổi phải được. Gato máy 4.8 nè. Gato máy 4.8, con này gato máy nó là con này gato máy 4.4. Đó, con này 4.4 nè, con này là 4.8. Ok nè, cặp này size con size 4, con size 5. Con size 4.000, con size 5.000. Thì cái cặp này là cặp mã số 4 nè. Cặp này em sẽ bán cho anh em giá là 350.000. Đó, cặp này em sẽ bán cho anh em giá 350.000 nha. Đó, mã này là mã số, là mã số 4 nè. Mã số 4, 350.000 nè. Tiếp theo là cặp máy mã số, con máy mã số 5. Con máy mã số 5, con này là cũng hàng Trung Quốc xuất Nhật nè. Trung Quốc xuất Nhật. Con này con của hãng Alpha Taco nè. Alpha Taco cho anh em nha. Con này gato máy 5.2. Size máy là size máy tương đương khoảng 2000. Cứ số 1 anh em vô cứ dây bia nè. Dây số 1 anh em sẽ vô 150m nha. Đó. Thì con máy này con máy cối nó là cối nông nè, cho anh em đi câu lua ha. Đó, con máy này thích hợp cho anh em đi câu lua. Cối là cối kim loại, có ABS cho anh em nè. Đó. Ok hay nè. Giờ tô máy là 5.2. Mobin cho anh em đi. Lăn cước cho anh em đi. Rồi, ok nè. Tay bớt đồ đầy đủ ha. Ta quay anh em đổi trái đổi phải được luôn. Hai chiều cho anh em nè. Máy chạy nhẹ mượt nè. Rồi con máy này, mã số là mã số 5. Mã số 5 em bán cho anh em con này giá là 180.000. Mã 5 anh em, 180.000. Mã 6. Mã 6 con Realme đuôi chuột nè, con này size nó size nhỏ nè, size tầm 1000 ha. Đó, size mini, size tầm 1000 rưỡi thôi nè. Si cái này Realme 1000GD nè, 1000GD nha. Đó, em ship win ship đuôi chuột lại nè. Đây, em bật hai chiều nè, nó sẽ còn tiếng kêu cho anh em nè. Anh em tắt tiếng kêu bên đây nha. Bật tiếng kêu lên. Thân cối carbon anh em, ta quay kim loại, con máy của hãng Realme. Nút buôn mở cối cho anh em nè. Lăn cước là lăn đá sứ cho anh em. Ta quay anh em đổi trái đổi phải được. Rồi con máy này là máy mã số
Con máy này mã số là mã số 6 anh em. Mã số 6. Con này hổm bán 250, hôm nay để cho anh em giá 230 thôi. Mã 6 giá 230. Tiếp theo mã 7. Mã 7 lên con Shimano đuôi chuột luôn nè. Shimano đuôi chuột, Shimano Titanos nha. Carbon với titanium này nè. Ship win ship đuôi chuột luôn nha nè. Ship đuôi chuột luôn. Nó cũng là Shimano nè, RD1000. Con này thông số của nó đây nè. Cước số 3 anh em như 110m nha. Cước số 2 anh em như 165m. Lăng cước là đá sứ vậy nè. Chốt chặt. Hai chiều cho anh em đây. Ok nha nè. Con này Shimano ngoại hình còn khá hơn hồi nãy xíu. Con này thôi bán cho anh em 230 luôn nha. Mã 7 giá 230 nè. Mã 7 giá 230. Anh em siết tay quay rồi. Anh em siết tay quay, anh em siết ở bên đây. Anh em dặn ra dặn bên đây luôn. Đó. Ok. Mã này mã số 7 230. Mã số 8 nè. Con này con size nhỏ cho anh em. Size nó nhỏ xíu luôn nè. Nó tầm khoảng 1000 quá. Con này chắc tầm khoảng 1000 nè. Con này con Olympic nha. MB02. Máy chạy 2 bạc đạn nè. Máy kim loại. Cối là cối carbon nha, thân là thân kim loại. Tay quay là tay quay kim loại nè. Tay quay là tay quay núm bông qua nè. Anh em gặp được cái tay quay là bên đây nè. Em đè cái núm này qua bên, bên. Anh em gặp xuống. Anh em bung lên tự siết nè. Đó. Ok hay nè. Gạt cước ngon lành nè. Vui sống với gạt kêu tốt cho nè. Lăng cước đẹp. Máy mô hình thì còn rất là ổn vậy nè. Còn rất là ổn. Gia tô máy là 4.56. Hai chiều cho nè. Đó, nó cũng như con đuôi chuột hồi nãy vậy nè. Đó, nó tắt tắt tiếng kêu bên đây nè. Đó. Ok chưa nè. Đó, nó tắt tiếng kêu bên đây nè. Rồi, ok. Xe nó khoảng 1000 rồi nè, xe nhỏ. Rồi, mã này mã số nè. Mã số con này là mã số 8. Mã số 8 con này cũng bán cho em giá 250 nha. Tiếp theo mã 9. Mã 9 con này con Daiwa nè, con Daiwa Super Sprinter nha. Daiwa Super Sprinter. Đó, carbon nha nè. Thân cối carbon nha, ta quay kim loại. Da băng. Con này sai máy. Sai máy là cước số 3 anh em dùng 150 nha, cước số 4 anh em dùng 100m. Sai máy tương đương 3000 cho nên. Đó. Đợi một xíu nha nè. Đó, cái con này thì hổm em có đi rồi. Đó, nhưng mà em báo sai nó là sai tương đương 3000. Thì anh khách nói là 3000 nó không phải nha nè. Nó nhỏ quá. Nói chung là con máy này sai tương đương là khoảng 2.5-3.000. Đó, để em đo cho anh em coi. Cái con máy này là con máy AC3000 nè. Anh em thấy rõ không? AC3000. Đây, để em ship cái tay quay lại cho anh em. Rồi. Đó, bên đây là một con AC3000. Và bên đây là một con Daiwa 3000 nè. Anh thấy không? Nó tương đương nhau như nè. Đó. Là hai cái xe máy tương đương nhau nè. Nó tầm khoảng 2.5-3.000. Nói chung là nó bé lắm, nó 2.5 thôi, chứ không thể nào mà gớt 2.5 được. Em thấy hai cái xe 3.000 không? Rồi, con Daiwa này hồi hổm em bán cho anh em như là giá là, nói chung hôm nay bán cho anh em con này giá là
280, hổng bán cho anh em nhìn như giá 300 này vậy. Đó, rất là ngon rồi nè. Máy quay rất là ngon. Cái con AC nãy xài banh ba cái, con này chưa thì hớn như luôn. Đảm bảo với anh em luôn. Đó, cái con máy này máy Trung Quốc nè, con máy Trung Quốc em bán mới ở tiệm nè, nó có 140 thì. Đó. Con này xài banh ba cái, con kia xài banh ba cái, con này chưa hề hớn luôn. Con này bán cho anh em giá 280 nè anh em. Mã số 9 nha, giá 280. Mã 9 giá 280 nè. Đó. Mã 10. Con này là một con Daiwa nè. Daiwa ST900B. Thì em bán ở đây á là anh em sẽ nhận máy cái thông số nó tương tự thông số anh em mua máy mới ngoài tiệm. Đó. Ví dụ như em báo size 4000 là máy nó tương đương size 4000. Ở ngoài tiệm anh mua mới về nó để 4000 trên tối là tất nhiên nó sẽ bằng size đó, anh em yên tâm. Rồi, con này khước số 5 anh em vô 150 nè. Đó. Cước số 6 anh em vô 120 nè, cước số 4 anh em vô 190m. Thì xe máy con này xe tương đương khoảng 5.000 cho anh em nha, tương đương tầm 5.000 cho anh em. Mua bên sóng gà tốt, cái này là cái chụp cước đó nè, không phải gì đâu. Đó, cái này chụp cước đó, chụp cước cho đựng bung cước ra nè. Chốt chặn cho anh em đây. Cối carbon nha anh em, thân kim loại, tôi quay kim loại. Máy chạy ngon lành luôn, rất là ngon luôn nè. Hai chiều cho anh em nè, máy không lỗi lầm gì hết nha. Lăn cước sáng đẹp luôn. Tao quay gặp anh em dặn cái nút bên đây ra gặp tao quay lại nè, siết lại anh em câu nè. Cái tô máy 3.8 nè, xe máy 5.000. Con này mã số là mã số 10 nè, mã số 10 nha. Con này mã số 10 em bán cái anh em 250 nha. 250 nè, mã số 10 giá 250 nha. Đó, mã số 10 giá 250. Tiếp theo mã 11. Mã 11 lên cho em con Daiwa nè, con Daiwa Giganos nè. 4000B. Máy chạy bạc đạn. Thông số. Cước 6 anh em vô 150, cước 5 vô 200 và cước 4 anh em vô 250. Thì size thật của máy size tương đương 6000. Đó, cái size tương đương 6000 ở tiệm nha nè. Đó, máy có sạc đèn rất là nhẹ anh em. Nói chung nó bị khô dầu. Chứ hoạt động mặt đạn của quán cứ nhấn còn hoạt động anh em, còn xây hết nha anh em yên tâm nha. Đó, nói chung anh em lấy về anh em chơi thôi, anh em lấy về anh em đi câu thôi. Đây qua thân cối carbon tôi quay kim loại nè. Đó, đây qua ghi nết nha. Máy hãng đây qua là in da băng nè. Lăn cước cho anh em. Rồi, máy chạy ngon anh em. Ok nha. Rồi con này bán cho em giá 280 nha. Gato máy. Giá 280, con này gato cho tầm 4.5. 1 2 3 4 4.5. Nó khoảng 4.6 4.7 nè. Mã 11 giá 280. 11 280. Tiếp theo mã 12. 12 con Daiwa Civilin nè. Nói chung người hỏng là anh kia anh chốt 1 máy, 2 máy, 3 máy, 4 máy như. Con này cũng trả gì chung đơn với con Daiwa nãy nè. Rồi Daiwa Civilin 2000. Cước số 7 em vô 190 nè, cước số 8 em vô 230 nha, cước số 5 em vô 285m, xe máy tương đương 6000 cho nè. Xe nó tương đương 6000 cho anh em nha. Máy full kim loại. Hình khá là đẹp. Rồi, máy ngon lành rồi nè. Con Daiwa Civilin nãy trong mặt đèn nó chà bá luôn đó nè. Lắm con này em có giới thiệu cho anh em rồi đó. Thì anh em nào mà không trốn được cái máy này nè, anh em chờ chốt lại ha. Lắm rất là nhiều anh em hỏi cái máy này. Con máy này trong cái bạc đạn nó bằng cái khoen này nè. Bạc đạn ở trong nó bằng cái khoen này. Bạc đạn bự chà bá vậy nè. Mấy con này lực lắm á nè, lực lắm. 6000 lực lắm á nè. Đó. 6000 lực lắm, máy của hãng Daiwa nè. Made in Japan.
ga tô máy nè, 1, 2, 3, 4, 4.5, 4.8, 4.7, 4.8 nè, mã 12 nha. 12 thì con này em bán cho em giá là ẩm, hình như là bán bao nhiêu không nhớ rõ, hình như là 300 thôi, chung là 208 nè. Con này mã 12 giá 208 đi ha, 12 giá 208 nè. mười ba một con Shimano nè, con Shimano ES nha nè. Máy chạy bạc tạng đầy đủ, máy của hãng Shimano, máy full kim loại Shimano ES 2000, cước 6 anh em vô là 200, cước 7 anh em vô là, ủa cước 7 anh em vô 200, cước 6 anh em vô 220 nha, cước 5 anh em vô 208 nè. Xe con này xe tương đương 7000, máy kim loại tất cả nha nè, tất cả kim loại nha. Rồi, máy không tiếng kêu, máy hoạt động rất là mượt luôn. Rất là mượt luôn anh em. Ta quay là ta quay gặp cho anh em nè. Bung lên. Hai chiều cho anh em đây. Đó, máy mượt lắm anh em. Xe tương đương 7000. Lăn cước rồi cho anh em đây. Đó, một con Shimano nha, hàng da băng. 1, 2, 3, 4. Cái tô máy 3.8 nè. Cái tô máy 3.8. Đó, có nhiều anh em nói là em đọc gato đi, đo nó mất thời gian. Nói chung là nó mất thời gian thiệt anh em. Nhưng mà nó không có để trên cối bắt buộc phải đo thôi ha. Nó không có để trên cối bắt buộc phải đo đâu. Con này 350, hôm nay để 320 thôi anh em. 320 nha. Đó. Con nào không có trên cối bắt buộc phải đo thôi anh em. 320, mã này mã số là mã số 13 nè, giá 320. Tiếp theo mã 14 đây. 14 con Daiwa nè, Daiwa Frame ha. Nè, Daiwa Frame. Rồi, con này thì độ châu bò nó không còn với bạn, made in Thái Lan nè. Em nào có xài dòng máy này rồi thì em biết cái độ châu của nó ha. Phía trong nó kiểu như nào động có đá luôn đó nè, con Daiwa này. Có kim loại, cái thân này thân kim loại nè, cái nắp kim loại luôn nè, ta quay kim loại luôn, đó. Này kim loại luôn nè, nhìn thấy không, cái chân là chân kim loại luôn nè, rồi lăn cước rồi đẹp cho anh em nha. Con máy thì thông số đây nè. Cước 560m, cước 4200, con máy xe tương đương khoảng 5000 cho nè. Nó xe tương đương 5000, ABS đầy đủ nè. Con máy này nó bị dở cái nấm cao su ở ngoài này nè. Anh em thấy cái nấm cao su nè. Nó bị dở cái miếng đệm cao su ở ngoài, ở trong nó còn lớp nè, anh em yên tâm hết. Anh em còn cầm nắm vô tư. Hai chiều cho anh em đây. Một chiều ABS. Con này gato cao nè, 4 chấm mấy á. 1 2 3 4 4.7, 4.8 đây nè. Đó, anh em về anh em tháo tay quay ra thì anh em đổi tay quay ra đổi, anh em tháo con ốc trong anh em đổi luôn nha. Tháo con ốc trong đổi ra luôn. Đó, cái này lớp chụp bảo vệ nè. Rồi. Con này ngoại hình nó hơi trầy nè, hơi trầy ha. Em bán cho anh em con này giá là 400.000, mã số 14, giá 400.000. Mã 14 giá 400.000. Tiếp theo là mã 15. Mã 15 một con máy lớn nè. Hôm nay có con máy lớn cho nè. Cái con này là một con máy của hãng Daiwa nè, Daiwa Spotlight nha, MG4000. Máy có chạy hai bạc đạn cho nè. Rồi, tất cả kim loại hết anh em. Cước số 10 175m, cước số 8 215, cước số 7 là 255 và cước số 8 là 310. Xe máy 10.000 anh em. Xe máy là 10.000 cho nè. Máy full kim loại nha. Đó, máy full kim loại cho nè. Đó, cốt của chồng chà bá luôn này nè. Cốt của chồng rất là lớn luôn ha.
Ủa bên sống gà tốt đó nè. Lăng cước ok đẹp cho anh em nè. Rồi, một máy hoạt động nhẹ mượt cái này. Ta quay đổ trái đổ phải được xe máy 10 ngàn, gà tô máy. 1, 2, 3, 4, 4.5, 4.7, 4.8 luôn, gà tô cao đó nè. Ta quay là ta quay gặp nè. Margin da băng nè, con này hàng Nhật nha. Gạt cước. Ok. Rồi, một con đai qua nè. Rồi, con này mã số nè. Mã số con này là mã 15. Giá cho bán cho anh em con này giá là 500 nè. Xe máy 10.000. 15, giá 500.000 nha. Rồi, tiếp theo lên mã mấy mã cây cần đây. Hôm nay em có 8 cây cần cho anh em ha. Đó, 8 cây cần cho anh em. 2, 4, 6, 8, đồng giá 100.000 cây cho anh em. Đó. Rồi thì em sẽ vô đầu tiên cho anh em nè. Rồi mã 16. 16 cái này lên cho anh em mắt 8 nè, dàn khoan đẹp nè. Nói chung là mấy cái này hỏi em bán thì như 120.000 cây không đó nè. 1m8. Đó. Rồi 1m8. Cây cần này cần lua máy đứng cho anh em ha, cần lua máy đứng cho anh em. Đó. Cần lua máy đứng. Rồi. Em chụp qua bên cho lấy nét rõ thôi nè. Đó, lóng thì lóng đẹp cho anh. Lóng thì khá là đẹp cho anh em nè. Ngọn này. Ngọn không có dịu lắm anh em. Ngọn không không có dịu lắm cho anh em ha. Rồi độ cứng cái này tương đương khoảng 20-25 cho anh em. Đó. 1m8 nè. Dàn khoen đẹp. Cái này thu gọn rồi cho anh em. Nó khoảng 44-45cm cho nè. Nó khoảng 44-45cm. Rồi cái này mã 16 nè. Mã 16. Giá 100.000. Tiếp theo là mã 17 nè. 17 cây này 1m8 luôn nè. 1m8 luôn ha. Đó. Dàn khoen cây này nó hơi xấu nè. Dàn khoen cây này hơi xấu. Không, có 2 cây dàn khoen nó hơi xấu nè. Em gộp lại cho nên một mã. Bán cho nên 2 cây này giá là 100. Hai cái này giá 180, hai cái này bán cho em giá là 160.000 ha. Đó, 80.000 cây thôi nè. Cây này là 1m8 luôn nè, hai cây 1m8 ha. Đó. Dàn khoen nó hơi xét xét nè. Hôm nay thì gặp lại bán cho em giá là 160.000. Hai cây này. Đó, lóng trong thì cũng khá là đẹp đây nè. Ok ha. Rồi, mã này, hai cây này. Hai cái này mã số là mã số 17 cho nè. Hai cái này mã 17 nè. Hai cái này mã 17. 160.000. Rồi, mã 17 là 160.000. Đó, hai cây này ha nè. Mã 17 160. Tiếp theo mã 18 nè. Mã 18. Cây này có độ dài là 1m65 anh em. 1m65. Lóng trong đẹp ha. Dàn khoen cái này cũng đẹp luôn. Đó, dàn khoen cái này cũng đẹp luôn này nè. Chỉ có cái dàn khoen hồi nãy nó hơi xấu một tí cho nên em bán cho anh em giá là 80.000 cây thôi. Còn mấy cái này đồng giá 100, dàn khoen nó đẹp. Cây này hổm bán cho anh em 120. Mã 33 hổm 120 nè, đúng rồi. Hôm nay để cho anh em giá 100.000 thôi. Thu gọn rồi. Đây, cái này độ cứng nè. Độ cứng cái này chắc cao. Độ cứng cái này khoảng chừng 25 nữa nè. Rồi cái này mã 18 nha nè. 18 giá 100.000 nè. Đó, 18 giá là 100.000 nha. Tiếp theo mã 19. 1m8 nè. Cái này cây si bắc 1m8 nè. Đồ dàn khoen nó đẹp luôn nè. Mấy cái này hổm 120.000 không. Đó. Rất là đẹp ha. Đó, nói chung anh em nào mà chốt cần thì anh em chốt cái lô này là ok luôn. Rất là đẹp mấy cái kìa.
Nhìn khoen cái khối khoen trên này đầu là khoen chạy này nè. Khoen trên đầu khoen chạy ha. Cái này độ cứng khoảng 20. Cái này khá là dịu quá nè. Rồi ok ha. Bát là bát inox luôn, rất là ok. Cái này thu gọn cho anh em. Đó, nó khoảng 41 42 xăng thôi. Cái này mã số là mã số 10 18 anh em, 19. Cái này mã 19 nè. Mã 19 thì cây này cũng giá 100 ngàn nha. 19 giá 100 ngàn. 19 này bán cho anh em giá 100 ngàn. Đó, 19 giá 100 ngàn. Tiếp theo mã 20. 20 cây này mét 90 nữa nè. Mét 90 nè. Tải mồi 10 tới 15 gram. 1 mét 90. Đó. Rồi cái này độ cứng tôi đưa 20 cho anh em luôn. Ngọn cũng khá là dịu quá nè. Rồi lóng cây này, nói chung cây này đẹp. Rồi cái này thu gọn cho anh em nè. Cái này thu gọn cho anh em khoảng 50 xăng nha. 48 tới 50 xăng. Rồi cái này mã số là mã số 20 cho anh em. Mã là mã 20. 20 100 ngàn. 20 100 ngàn. Tiếp theo cây 21. 21 cây này 2m1. Cây Happy Fun 2m1. Còn mấy cây này 100 ngàn hốt liền luôn anh em ơi. Rẻ lắm. Tại em thanh lý rồi em phải về đồ mới nè. 6 tay này nó rất công rồi nè. Cây thu gọn cho nên khoảng 45 xăng nè. Rồi mà 21 nha. Giá là 100 ngàn. Rồi cái này khá là dịu nha, cái này khá là dịu nha, cứng khoảng 15-20 thôi. Rồi 21 100 ngàn. Tiếp theo 22. 22 cây này là 1m8 nè. 1m8. Đây, diện khoan cái này cũng chất luôn ha. Khá là đẹp. Cái này cứng nha, cái này cứng nha. Cái này cho anh em tải mồi khoảng 40-50 gram nè. Cái này khá là cứng. Cái này dính keo, dính bụi nè. Rồi. Giá 100 ngàn luôn nè. Mã này là mã 22 nha. 22 cái này giá 100 ngàn luôn. Đó, thu gọn cho anh em khoảng 45 xăng. 22 giá là 100 ngàn. Rồi kết thúc clip hôm nay. 22 mã số anh em mua mã số nào vui lòng liên hệ 0779 6430 nha. Đó, kỳ video và mã số. Rồi, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em clip sau nha.